xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm năm nay vượt mốc trên 4 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp thủy sản chủ động tận dụng những cơ hội từ đà phục hồi kinh tế để giúp con tôm Việt nâng cao sức cạnh tranh. Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ là chủ đề của hoạt động tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất sẽ diễn ra vào tối nay theo hình thức trực tuyến. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Tối qua vào ngày 25 tháng 3, tại cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernández, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em đặc biệt Việt Nam-Cuba là tài sản quý giá mà hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc cần giữ gìn, vun đắp, phát triển và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong trái tim của mỗi người Việt Nam, Cuba luôn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Việt Nam không bao giờ quên hình ảnh lãnh tụ, Tổng tư lệnh tối cao Fidel Castro giương cao ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị vào năm 1973 và câu nói bất hủ, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp tích cực, thực chất của Quốc hội hai nước vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam, Cuba, nhất trí thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất tại Ủy ban Liên Chính phủ hai nước, trong đó có hợp tác về y tế, dược phẩm và phòng chống dịch COVID-19. Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo, Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ một số thiết bị tin học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Cuba và sẽ bàn giao trong thời gian sớm nhất. Chuyển sang các thông tin kinh tế. Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ngành ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất là 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong năm nay và năm sau. Tổng quy mô hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tác động tốt tới quá trình phục hồi kinh tế. Vậy những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách cấp bù lãi suất? Quy mô của chương trình này là bao nhiêu và kéo dài bao lâu? Đây là những câu hỏi đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm lúc này. Theo dự thảo của Ngân hàng Nhà nước, mỗi năm sẽ có khoảng 20.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất được tung ra, tương đương với khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng trong một năm cho vay với lãi suất giảm là 2%. Chương trình lần này khi bàn thì đã được bàn thảo, thiết kế tương đối kỹ lưỡng. Và tôi cho rằng là vấn đề chúng ta triển khai một cách công khai, minh bạch, công tâm thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo thành công. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch như hàng không, du lịch, lữ hành, sản xuất, nông sản, giáo dục sẽ là những đối tượng chính được hưởng chính sách cấp bù lãi suất, nhưng phải là các doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Gói ngân sách để mà bố trí cho cái việc hỗ trợ lãi suất này cũng chỉ có 40.000 tỷ thôi. Thế cho nên nó vẫn bị giới hạn cho một số ngành và trong một cái khoảng thời gian nhất định, chứ không thể nào mà giàn trải ra tất cả các đối tượng. Và chính phủ cũng nói rất là rõ là khi nào mà hết cái 40.000 tỷ đấy hoặc là trước ngày 31 tháng 12 tùy cái điều kiện nào đến trước thì sẽ chấm dứt là không thực hiện hỗ trợ lãi suất nữa. Chương trình cấp bù lãi suất 2% là chính sách tài khóa, có nghĩa đây là nguồn lực được lấy từ ngân sách nhà nước và hiện dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành và dự kiến sẽ được chính thức triển khai từ quý 2 năm 2022. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu phí tại tất cả các cảng biển theo tiêu chí minh bạch, đơn giản, tối đa thủ tục dịch vụ hành chính và không dùng tiền mặt. Mức phí thấp nhất 15.000 đồng một tấn, cao nhất 4,4 triệu đồng một container, 40 feet đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, sử dụng công trình khu vực cửa khẩu cảng biển. Thành phố miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu, phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai,
thảm họa, dịch bệnh. Ước tính số tiền thu được từ nay đến năm 2025 sẽ bổ sung đầu tư cho 14 dự án đầu tư hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là phần tiêu điểm của bản tin. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng khoảng 40% trong tháng 3 nhờ nhu cầu thị trường đang mạnh. Xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mặt hàng thủy sản này đạt gần 560 triệu đô la Mỹ, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm Việt Nam 2 tháng đầu năm nay tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, trừ thị trường Nga do bị gián đoạn trước tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt trên 117 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam vẫn là nguồn cung tôm lớn thứ tư trên thị trường Mỹ. Thị trường Trung Quốc đã có tín hiệu phục hồi tăng trưởng tốt trong 2 tháng đầu năm nay, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 40 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục trong thời gian qua khiến phí vận tải tăng, ảnh hưởng nhiều tới chi phí sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Cuộc xung đột Nga-Ukraine ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con tôm Việt Nam xuất khẩu sang Nga và Ukraine, dù hai thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị xuất khẩu của tôm Việt Nam. Thế nhưng tại những thị trường nhập khẩu tôm chủ lực của Việt Nam như là Mỹ, EU, Nhật Bản đang khá khởi sắc. Bên cạnh những khó khăn thì các doanh nghiệp thủy sản đã chủ động tận dụng tốt những cơ hội từ đà phục hồi kinh tế để triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm đạt mục tiêu năm nay. Tất bật sản xuất và khẩn trương giao các lô hàng, doanh nghiệp này cho biết 2022 thị trường tôm khá khởi sắc khi đơn vị sớm ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Đã ký được khoảng 80% công suất của toàn bộ năm 2022 rồi, thì mình cũng đón nhận cái cơ hội đó. Mình đầu tư thêm nhà máy với dây chuyền công nghệ chế biến sâu, hàng giá trị gia tăng, hàng mà có thể người tiêu dùng họ mang và họ chế biến thành thức ăn nhanh nhất. Doanh nghiệp này cũng đang đầu tư mạnh cho chuỗi giá trị ngành tôm nhằm tận dụng tốt cơ hội từ thị trường xuất khẩu. Xây dựng những cái khu phức hợp thì gồm có như là sản xuất tôm giống, sản xuất tôm bố mẹ, rồi sản xuất thức ăn, khu nuôi công nghệ cao trong nhà kính, rồi nhà máy đông lạnh để đóng gói xuất khẩu. Thì làm như vậy thì nó mới đủ một cái chuỗi để tạo ra được cái truy xuất nguồn gốc. Ở khâu nuôi, các địa phương định hướng tiếp tục không gia tăng diện tích, đẩy mạnh ứng dụng các quy trình công nghệ cao để sản xuất ra con tôm sạch, năng suất cao và có giá bán tốt. Ứng dụng cái nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 giai đoạn. Thì hiện nay thì ngành cũng đang thúc đẩy để phát triển những cái mô hình này để làm sao mà vừa tăng năng suất, vừa tăng chất lượng. Các cái nhà máy cũng phải tăng cái sản xuất chế biến sâu. Cái hàm lượng giá trị gia tăng là cũng phải nhiều hơn. Năm 2022, xuất khẩu tôm đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2021 với kim ngạch hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam đang tham gia 16 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là cơ hội vàng, cùng với sự chuẩn bị tích cực nói trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngành tôm nước ta tiếp tục bứt phá. Cơ hội với ngành tôm là rất lớn, nhưng mới đây tại Hội nghị Phát triển ngành tôm năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thủy sản cũng đã chỉ ra những hạn chế bất cập hiện nay của ngành. Một trong số đó là giá thành sản xuất tôm ở Việt Nam vẫn còn cao hơn so với các nước trong khu vực. Và để giúp con tôm Việt có thể nâng cao sức cạnh tranh thì cần triển khai nhiều giải pháp trong thời gian tới. Tổ chức sản xuất lại thành các cái hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với cái cơ sở cung cấp vật tư đầu vào và các nhà máy chế biến để từ đó ngay bước đầu tiên chúng ta đã hạ cái giá thành cái vật tư đầu vào để tăng cái sức cạnh tranh của con tôm. Cái thứ hai nữa là cái việc của chúng ta đây là áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các cái tiến bộ hiện nay để chúng ta giảm chi phí trong quá trình sản xuất, hạn chế rủi ro, thiệt hại để tăng cái sức cạnh tranh của con tôm. Và đặc biệt đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta ứng dụng khoa học kỹ thuật một mặt là giảm cái chi phí sản xuất, nó tăng cái chất lượng và tăng cái khả năng truy xuất nguồn gốc của cái con tôm.
Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm năm nay vượt mốc trên 4 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được điều này, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương cần nhận diện khó khăn, tồn tại, giải quyết được các thách thức về điều kiện hạ tầng, con giống, môi trường để ngành tôm hướng tới phát triển bền vững. Chuyển sang một nội dung khác, phiên họp thứ 9 vào chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về số giờ làm thêm trong một năm và trong một tháng của người lao động, trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo nghị quyết, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong một tháng. Những quy định mới này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp. Ngành may mặc rất cần lao động tăng giờ làm thêm do cần đáp ứng tiến độ đơn hàng mùa vụ. Rồi năm nay còn đối mặt với những khó khăn về thiếu hụt lao động và chậm sản xuất do thiếu hụt nguyên phụ liệu. Theo doanh nghiệp, việc tăng trần giờ làm thêm lên 60 giờ một tháng là phù hợp với tình hình thực tiễn. Thời gian làm thêm từ 40 giờ trong một tháng tăng lên ở mức là 60 giờ trong một tháng. Tôi cho rằng là phần đông người lao động cũng mong muốn được tăng cái giờ làm. Đối với doanh nghiệp cũng giải quyết được nhiều vấn đề về các cái chi phí cũng như là cái kịp các đơn hàng và cũng để điều tiết tốt trong sản xuất khi mà lượng đơn hàng tăng và giảm thì không phải tăng thêm cái lượng công nhân. Thì đấy là cái mà cũng tiết kiệm cái chi phí cho doanh nghiệp để tăng cái sức cạnh tranh. Còn về công nhân, sau một thời gian dài làm việc kết hợp với nghỉ dịch bệnh và thu nhập có phần bị giảm, họ cũng mong muốn làm thêm để tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống. Dịch bệnh như này thì chúng tôi cũng rất là ham muốn để làm thêm giờ trong tháng hoặc là trong ngày thêm 1-2 tiếng để có thêm thu nhập cho chúng tôi. Hiện tại thì bọn tôi đang làm thêm là mỗi ngày được làm thêm 1 tiếng. Nhưng mà trong thời gian Covid thì cũng nghỉ nhiều rồi thì chúng tôi muốn làm thêm tăng ca thêm tiếng để chúng tôi có đủ thêm thu nhập ạ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, doanh nghiệp ngành dệt may đang thiếu hụt từ 5 đến 10% lao động tùy theo từng địa phương. Điều chỉnh giờ làm thêm sẽ góp phần ý nghĩa để phục hồi kinh tế. Quốc hội điều chỉnh được cái như vậy thì nó phù hợp với cái xu thế của nền kinh tế của đất nước trong phục hồi kinh tế. Cái thứ hai là nó cũng bắt kịp với cái khả năng thích ứng của ngành dệt may với thị trường thế giới. Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, riêng quy định về số giờ làm thêm trong một năm thì hiệu lực thi hành từ đầu năm nay. Phần tiếp theo của bản tin. Nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, cùng lắng nghe câu chuyện của những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu mang trong mình khát vọng sống trọn vẹn những năm tháng thanh xuân. Hôm nay, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 sẽ được tổ chức tại Di sản Văn hóa Thế giới, Đô thị cổ Hội An. Đây là cơ hội vàng cho ngành du lịch miền Trung phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực năm nay sẽ được nhận giải thưởng vào đúng ngày hôm nay, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Với những câu chuyện của riêng mình, họ đang truyền cảm hứng tới những người trẻ khác về niềm đam mê, tinh thần vượt khó, bản lĩnh, ý chí tiên phong trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đúng tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Tàu 016 Quang Trung, một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng úy Duy, 26 tuổi, là trưởng ngành hàng hải, một trong những vị trí quan trọng nhất trên tàu. Anh cùng các đồng đội thường xuyên có những chuyến huấn luyện, diễn tập, kết hợp tuần tra trinh sát khu vực quần đảo Trường Sa, nhà giàn JK-1 để làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Luôn xuất phát từ trái tim mình. Ngoài chức trách nhiệm vụ ra thì còn phải luôn giữ trong mình là phải niềm tin, sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ. Lời hứa sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên cho nhân dân. Trong lễ báo công của thanh niên công an tại khu di tích Đá Trông ở Hà Nội, Đại úy Nam đại diện cho những đồng chí đồng đội của mình. Anh là trinh sát ma túy phụ trách khu vực Tây Bắc. Những chuyến công tác có thể kéo dài vài tháng để nắm vùng, nắm địa bàn, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm. Mình đi, mình nhìn thấy những phong cảnh, hình ảnh làng quê của người dân, cảm thấy nó sao mà nó yên bình thế, sao mà nó tốt đẹp. Cũng là một cái để mình cố gắng, mình
cống hiến để mình bảo vệ điều đó mà không làm ảnh hưởng đến những người dân. Nhà xưởng của người thanh niên được gọi là vua sáng chế xứ Nghệ. Những máy móc dây chuyền công nghệ giúp người nông dân thoát nghèo, giảm ô nhiễm môi trường. Máy ép gạch, máy tách sợi sơ dứa, bẹ chuối. 26 sáng chế của anh Vinh trong 5 năm qua. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành cơ khí, anh quyết định về quê để đồng hành với những người dân quê mình. Sự tương tác với bà con khắp cả nước hàng ngày với mình và cũng có những cái giá trị mà bà con ghi nhận cho mình thì mình cảm thấy là thật sự là rất là hạnh phúc và nó len lỏi dần, nó giống như là vun đắp từng hạt phù sa dần. Ước mơ, khát vọng, cống hiến, kiên định một ý chí. Mỗi gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đều mang trong mình khát vọng sống trọn vẹn để không nuối tiếc những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Hôm nay lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại Di sản Văn hóa Thế giới, Đô thị cổ Hội An. Sẽ có hơn 200 sự kiện, trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia. Từ hai hôm nay, hàng loạt sự kiện đặc sắc đã diễn ra tại Hội An, Mỹ Sơn, Tam Kỳ, thu hút sự chú ý và tham gia của người dân cũng như du khách gần xa. 7 giờ tối qua tại trung tâm phố đi bộ bên sông Hoài đã diễn ra chương trình đêm hoa đăng, thổi lửa và các lồng khí cầu để các khinh khí cầu tỏa sáng, giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh trên bầu trời, hòa cùng hàng trăm hoa đăng trên dòng sông Hoài. Năm du lịch quốc gia là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam. Mục đích là nhằm thu hút khách trong nước, quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, phát triển du lịch giữa các địa phương. Việc tỉnh Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia được xem là cơ hội vàng cho ngành du lịch miền Trung phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Rất nhiều sáng kiến để du lịch khởi sắc như là phát triển những sản phẩm mới, hấp dẫn, phù hợp với xu thế du lịch xanh. Những ngày này, đô thị cổ Hội An, trái tim của du lịch Quảng Nam liên tục đón hàng chục ngàn lượt khách tham quan lưu trú. Với việc đăng cai năm du lịch quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi 62 sự kiện hoạt động theo 6 chương trình, kỳ vọng sẽ đạt thành quả đón 4,2 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Ngoài việc khai thác các di sản văn hóa thế giới vốn có, Quảng Nam tích cực mở rộng không gian du lịch về phía Nam và phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo ở miền núi phía Tây. Chúng tôi tin tưởng rằng với 62 sự kiện tổ chức tại Quảng Nam theo 6 nhóm chương trình du lịch khác nhau sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của Quảng Nam theo định hướng du lịch xanh, kỳ vọng rằng sẽ đón một lượng khách nội địa và quốc tế lớn quay trở lại Quảng Nam sau 2 năm giãn cách. Trung tâm du lịch của miền Trung, địa phương giáp danh Quảng Nam là thành phố Đà Nẵng, cũng đã sẵn sàng cho năm du lịch quốc gia 2022 với thông điệp Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng. Trong đó tập trung xúc tiến các thị trường khách có khả năng phục hồi nhanh và những thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản, đồng thời quảng bá các sản phẩm thế mạnh và làm mới các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đó là các cái lễ hội, các hoạt động, sự kiện đặc sắc tại khu điểm du lịch lớn và thành phố cũng sẽ có các cái chương trình sự kiện để chào đón khách. Và bên cạnh đó thì một số khoảng sản phẩm mới như là phố đêm biển Mỹ An, phố du lịch An Thượng, khu cảnh quan công viên APEC. Đến nay đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với Đà Nẵng. Việc mở cửa bầu trời hứa hẹn sẽ giúp sân bay quốc tế Đà Nẵng đón hàng triệu lượt khách về cho du lịch miền Trung trong năm du lịch quốc gia này. Qua đó khẳng định quyết tâm đưa ngành du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới đây. Tiếp tục với những thông tin tích cực dành cho ngành du lịch. Trong 3 tháng đầu năm, lượng khách và hàng hóa quốc tế qua sân bay Việt Nam đều tăng mạnh. Đặc biệt là số lượng khách đã tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến hôm qua đã có 23 hãng hàng không khai thác các chặng bay giữa Việt Nam và 20 quốc gia vùng lãnh thổ. Giai đoạn sau khi mở cửa du lịch quốc tế thì Singapore là hãng hàng không khai thác với tần suất lớn nhất, 45 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Dự kiến tháng 4 sẽ có thêm các đường bay từ Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác,
đại diện Ngân hàng Thế giới World Bank khẳng định cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Danh mục đầu tư hiện nay của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam bao gồm 33 dự án với tổng giá trị lên đến hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ cải thiện đời sống và tăng tính thích ứng của cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giao thông, năng lượng, quản lý tài nguyên nước cho đến tăng tính chống chịu của đô thị. Kể từ khi quay trở lại hỗ trợ Việt Nam vào năm 1994, World Bank đã cam kết hơn 25,3 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho phát triển tại Việt Nam. Hoạt động tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất sẽ diễn ra vào tối nay. Giờ trái đất năm nay có chủ đề kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Trước diễn biến của dịch COVID-19 trong vài năm trở lại đây, giờ trái đất thay vì các sự kiện trực tiếp đã chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. Năm nay ở Việt Nam dù không tổ chức sự kiện, nhưng thông điệp giờ trái đất vẫn đã và đang được lan tỏa trong cộng đồng. Xin chào, chào mừng bạn đến tham quan triển lãm giờ trái đất 2022. Bốn phòng tương ứng với bốn chủ đề trong không gian ảo. Năm nay, cộng đồng có thể tìm hiểu những thông tin về biến đổi khí hậu thông qua triển lãm trực tuyến giờ trái đất. Người tham gia dùng kính thực tế ảo và bộ thiết bị cầm tay để định vị không gian tham quan. Để tăng độ lan tỏa, bất kỳ ai cũng có thể theo dõi thông tin của triển lãm này qua địa chỉ triểnlam.giotraidat.vn. Tất cả mọi người dân, cá nhân, tổ chức và cộng đồng khi có các hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên thiên nhiên thì đều có thể chia sẻ, gửi các thông tin về ấy theo các địa chỉ mà chúng tôi công bố. Chúng tôi sẽ liên hệ, sẽ trực tiếp làm việc với các đơn vị để biên tập nội dung thông tin, chuẩn hóa nội dung thông tin và đăng tải trên cái triển lãm thực tế ảo này. Bắt đầu với hành động biểu trưng là tắt đèn. Sau 15 năm, đến nay giờ trái đất đã mở rộng ảnh hưởng, không chỉ kêu gọi hành động riêng trong lĩnh vực năng lượng. Chủ đề của giờ trái đất mở rộng hơn để hướng tới sự chung tay của tất cả mọi người. Bên cạnh việc khai thác thiên nhiên thì ngành khoa học trái đất và kinh tế phải nghiên cứu để đầu tư lại thiên nhiên để kéo dài cái chuỗi sản xuất, chuỗi sử dụng một cách hiệu quả theo đúng cái tinh thần của kinh tế tuần hoàn. Với thông điệp là kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, tập trung vào bốn cái lĩnh vực rừng, năng lượng, thực phẩm và tiêu dùng. Đây là bốn cái lĩnh vực mà tất cả mọi người đều có thể hành động. Và khi mà chúng ta cùng chung tay hành động thì chúng ta có thể tạo được một cái thay đổi lớn. Chỉ một giờ tắt các thiết bị không cần thiết trong khung giờ trái đất hoặc trồng thêm một cây xanh, hàng ngày bớt dùng một túi ni lông. Mục tiêu của những chiến dịch như giờ trái đất là hướng tới giá trị thực sự về bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng. Cùng chung tay góp sức không ngừng xây dựng tài nguyên sáng. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 tối nay nhằm truyền thông về tiết kiệm năng lượng. Và ở phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!